Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chính sách quốc phòng 40 có còn hợp thời? Ngày 20 tháng 9, luật sư Facebooker Đặng Đình Mạnh bình luận trên trang cá nhân của mình Chính sách quốc phòng 40 có lợi gì cho Việt Nam? Tác giả đề cập đến việc Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam vừa phó hội với đồng cấp Lloyd Austin tại Ngũ Giác Đài trong chuyến công du Hoa Kỳ ngày 13 tháng 9. Sau đó, ông lại dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn Hương Sơn được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Và đây là hình bài bình luận của luật sư Đặng Đình Mạnh. Tác giả dẫn phát biểu của ông Phan Văn Giang tại diễn đàn Hương Sơn tái khẳng định chính sách quốc phòng 40 của Việt Nam và cho rằng đó là chủ trương bảo đảm sự chân thành để phát triển quan hệ với các nước. Tác giả trích dẫn sách trắng quốc phòng được chính quyền Việt Nam công bố vào năm 2019. Theo đó, chính sách quốc phòng 40 gồm có Thứ nhất, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác. Thứ hai, không tham gia liên minh quân sự. Thứ ba, không liên kết với nước này để chống nước kia. Và thứ tư, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tác giả nhấn mạnh, do từng được nhắc lại nhiều lần khiến nhiều người nhầm tưởng chính sách quốc phòng 40 của Việt Nam là một chính sách nhất quán từ trước cho đến nay. Điều này không đúng sự thật, vì lẽ trong quá khứ chế độ Cộng sản Việt Nam đã từng cho nước ngoài lập căn cứ quân sự, kể cả liên kết quân sự hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tác giả cho biết, chính sách quốc phòng 3-0 hoặc 4-0 từng hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích, phê phán từ trong nước. Thực hiện chính sách này chẳng khác nào một sự tự cô lập quốc gia về phương diện quốc phòng. Tác giả nhận xét việc chế độ Cộng sản Việt Nam thường xuyên khẳng định chính sách quốc phòng 40 để làm yên lòng những cái đầu bá quyền đầy tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Và đây là hình ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình trong tiệc trà sau hội đàm tại Bắc Kinh. Theo tác giả, đó cũng là lý do khiến Trung Quốc ngày càng quả quyết hơn trong những hành xử lớn lướt xem thường của họ như bồi đắp, xây dựng, thiết lập cơ sở quân sự, hành chính, du lịch trên các đảo xâm chiếm của Việt Nam thường xuyên đưa các tàu thăm dò địa chất, dầu khí do thám tiến vào sát bờ biển Việt Nam. Sử dụng máy bay do thám, tàu hải cảnh xâm phạm vào vùng trời lãnh hải Việt Nam, tấn công, tịch thu hải sản, ngư cụ, kể cả đâm va vào thuyền của ngư dân Việt Nam. Đổi lại chế độ cộng sản Việt Nam luôn giữ sự nín lặng, chịu đựng và phát cờ đỏ cho ngư dân. Tác giả cho rằng với chính sách quốc phòng 40 Việt Nam cũng cắt đứt luôn khả năng liên kết, liên minh quân sự với các quốc gia phương Tây hoặc với Hoa Kỳ. Vì lẽ lúc này, nhờ vị thế địa chính trị, Việt Nam mới trở thành con bài quan trọng đối với Hoa Kỳ và phương Tây trong sách lược bao vây Trung Quốc. Nếu một mai khi họ thay đổi sách lược quốc phòng, thì Việt Nam chỉ là con số không tròn chỉnh khi không chia sẻ các giá trị văn minh như tự do, dân chủ và nhân quyền. Bên cạnh đó, vẫn theo tác giả Bản thân việc liên kết, liên minh quân sự với các quốc gia phương Tây hoặc với Hoa Kỳ mới là một sự bảo đảm để ngăn ngừa các hành vi quá khích của Trung Quốc. Tác giả nêu lên ví dụ về Đài Loan. Cho dù Trung Quốc thường xuyên ham ha thu hồi Đài Loan về với mẫu quốc, nhưng với hỗ trợ quân sự và cam kết của Hoa Kỳ, Trung Quốc vẫn phải chùm tay. Điều này giúp cho Đài Loan vẫn giữ được sự độc lập. Tác giả kết luận rằng, duy trì một chính sách quốc phòng không hề có lợi ích gì cho Việt Nam nhưng lại rất có lợi ích cho Trung Quốc. Rõ ràng đó là một chính sách quốc phòng phản động, không hơn, không kém. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính sách quốc phòng 40 có còn hợp thời hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chế độ Cộng sản sẽ biến dạng theo hướng phát xít quá. Ngày 18 tháng 9, Báo Tiếng Dân đăng bình luận của Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt Lê Minh Nguyên từ Mỹ với tựa đề Thấy gì qua bài diễn văn của ông Tô Lâm trong Hội nghị Trung ương 10 ngày 18 tháng 9 năm 2024. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau sớm hơn một tháng, ngày 18 tháng 9, Đảng Cộng sản Việt Nam họp thường kỳ trung ương 10 trước khi ông Tô Lâm lên đường đi Mỹ để dự họp thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc và có thể gặp riêng Tổng thống Biden ở New York. Ông Tô Lâm sẽ gặp đại diện các đại công ty Mỹ, trong đó có Google và Facebook. Sau đó ông đi Cuba, tháng 10 ông đi Pháp. Và đây là hình bài trên báo tiếng Nhật. Nhìn chung, bài diễn văn của ông Tô Lâm ngắn hơn, ít triệu tượng và ít giáo điều hơn là các bài diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Đầu bài, ông ca ngợi ông Trọng dùng nó làm cái khiên để che chắn cho các việc làm và sự tiếp nói của ông. Hai điểm chính trong bài là kêu gọi đảng viên cố gắng hoàn tất các mục tiêu đã được đề ra trong nghị quyết của đại hội 13 và chuẩn bị cho đại hội 14 với hai chủ đề chính là văn kiện và nhân sự. Ông dùng hai mốc thời gian là năm 2030 và năm 2045 để đánh dấu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm cai trị Việt Nam. Ông gợi ý một số vấn đề cụ thể cho khóa 14 như đột phá về thể chế và phát triển đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Các điểm nhấn khác như phát triển lực lượng sản xuất mới thiên về chất xám cho thời đại thông tin mà trong đó giao thông, kỹ thuật số và năng lượng được ưu tiên. Kế đến là làm tinh gọn bộ máy đảng và nhà nước, tản quyền với phương châm, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm chuyển đổi qua kinh tế số, môi trường xanh, tận dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ nguồn và thu hẹp lại không dàn trải. Ông Tô Lâm đi Trung Quốc giữa tháng 8, chỉ 2 tuần sau khi ông nắm chức tổng bí thư. Điều này cho thấy Cộng sản Việt Nam vẫn dựa vào Trung Quốc để bảo vệ chế độ, nhưng ông cũng muốn tận dụng phương Tây cho việc phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Trung Quốc tiếp đón ông nồng nhiệt với thảm đỏ, súng thần công và gặp hầu hết các nhân vật chấp bu từ Tập Cận Bình đến Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hổ Ninh, nhưng lại không cho truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Điều này cho thấy Trung Quốc muốn nhắn ông Tô Lâm rằng tôi cho anh cơ hội nhưng anh phải thể hiện, tức là anh phải làm gì trước khi tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh. Nó cho thấy là việc đi dây của ông Tô Lâm không dễ dàng. Xét về địa chính trị, thì Trung Quốc có lợi thế hơn Mỹ, nhưng cũng xét về địa chính trị. Việt Nam là một quốc gia biển, nên lợi thế của Trung Quốc chỉ có được khi Việt Nam là một nước nghèo. Việc ông Tô Lâm làm tổng bí thư chắc chắn sẽ có những thay đổi về chính trị và kinh tế sau đại hội 14. Bởi vì từ đây cho đến đại hội, ông chỉ có thể tập trung vào việc củng cố vị thế của ông trong nội bộ để chiến thắng vẻ vang trong đại hội. Chế độ Cộng sản, giáo điều sẽ biến dạng, nhưng không phải qua dân chủ, mà là qua dạng độc tài mọc đuôi phát xít. Cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ bị rụng trong một tương lai gần. Quả thật, như tác giả Lê Minh Nguyên dự đoán, sẽ khó có việc một nhà lãnh đạo đang nắm giữ toàn bộ quyền lực, mà quyền lực đó có được do sử dụng các thủ đoạn, bao gồm cả bạo lực đối với ngay cả những đồng chí của họ, lại tự mình chia sẻ nhiều quyền lực để chuyển đổi dân chủ. Việc hô hào cải cách như ông Tô Lâm đang thể hiện chỉ là chiêu bài, chỉ là mỹ dân và mỹ cả các đồng chí trong đảng của ông, cũng như hợp thức quá quá trình chuyển đổi sang độc tài cá nhân của ông. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chế độ Cộng sản sẽ biến dạng theo hướng phát xít quá. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.